dạ xin lỗi, tôi lỡ tay, tôi dụng về quá để vậy. Cô Xuân Lao Công, cô lại phục vụ quán này hả? Dạ. Bộ công ty của con trả lương cho cô không đủ hay sao vậy? Tôi cái gì vậy em? Ủa má, hai người gặp nhau luôn rồi đó hả? Cô Xuân là má của anh hả? Trưởng phòng biết con trai tôi luôn hả? Ủa, Quý là sếp của má hả? Quý cũng là bạn gái của con đó. Hôm nay là con cố tình hẹn Quý ở đây là để ra mắt má đó. Trùng hợp quá ha. Thôi sẵn mình ngồi xuống đây nói chuyện luôn đi em. Khỏi đi, em nói chuyện với anh sau. Em có việc đột xuất rồi. Đây là quà con gửi cho cô. Chào cô con đi. Ủa sao vậy? Em Quý. Quý Toàn. Thôi đi con. Thế vậy là hiểu rồi. Quý là người có học, làm sao mà chấp nhận một người má chồng làm lao công, làm phục vụ giống như má vậy? Con người Quý không phải vậy đâu. Con biết mà, chắc là tại vì cô có chuyện đột xuất hết đó. Con nghĩ lại cho kỹ đi, coi chừng chọn lầm người đó. Trưởng phòng cho tôi hỏi là tôi không làm sai chuyện gì, tại sao tôi lại bị đuổi gì? Cô không làm gì sai hết. Tôi là trưởng phòng nhân sự, tôi có quyền cho ai ở lại làm việc và đuổi ai đi. Đương nhiên tôi sẽ bồi thường cho cô theo đúng hợp đồng lao động. Bây giờ cô ra ngoài đi. Dạ. Cô Quý, tuy cô không có nói ra nhưng mà tôi biết tôi là má của thằng Toàn, nhưng chỉ là lao công dưới quyền của cô thôi. Cho nên cô coi thường, cô khi dễ, cô thay lòng đổi dạ đúng không? Má con tôi tuy nghèo nhưng không để ai xem nhẹ mình hết á cô. Còn chuyện tình cảm của cô với con trai tôi, cô biết chọn thì má con tôi cũng biết lựa. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chào cô. Đăng tin tuyển tập vụ mới cho tôi. Thôi mẹ con, Quý đã cư xử như vậy á, tôi cũng hiểu rõ ý của người ta rồi. Cần gì phải nói tới nó lui nữa. Con phải gặp cổ, con phải cho cô biết là đừng có khinh thường người khác tới mức đó. Hôm qua giờ con gọi không có được nè. Đó giờ con cứ tưởng là đàng hoàng tử tế lắm, ai về cũng là loại tầm thường. Con à, mình biết tính ý của người ta sớm thì tốt chứ sao con. Thì mình khỏi sợ phải sai lầm. Con sao á, nóng nảy quá à. Con phải gặp cổ cho bằng được. Để con chọi cái phong bì này nè vô mặt cổ. Con nói là má con á không có cần cái đồng lương này. Ai nói với anh đó là tiền lương? Cô còn dám qua đây nữa hả? Con chào cô. Con thấy cửa mở cho nên là con chào thẳng luôn. Anh mở phong bì ra coi chưa? Nhiều tiền vậy? Còn gì nữa đây? Đây là 50 triệu con gửi biếu dì. Số tiền này là để dì bồi dưỡng. Muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Từ nay dì không cần làm lao công cho con nữa, mà con sẽ tình nguyện làm lao công phục vụ lại cho dì. Anh đó, cái phong bì em gửi cho cô từ hôm qua đến hôm nay, anh còn không chịu mở ra xem. Vậy mà kêu là quan tâm má lắm. Thì ai biết đâu, tưởng là tiền lương bình thường thôi. Em còn chưa hỏi tội anh nha. Cô lớn tuổi rồi, sao anh để cô ra ngoài đi làm kiếm từng đồng lương như vậy? Trưởng phòng, mời trưởng phòng ngồi đi rồi mình nói chuyện sao? Cô, con đâu có nhận cô làm lao công nữa đâu. Sao cô gọi con là trưởng phòng hoài vậy? Dạ, mời trưởng phòng. Quý à, anh xin lỗi em nha, anh hiểu lầm em rồi. Với lại anh cũng không muốn má anh phải đi ra ngoài làm lụng vất vả vậy đâu. Lỗi cũng do anh hết. Thời gian trước anh làm ăn thua lỗ, nợ người ta một số tiền rất lớn. Mà má anh thì nóng ruột, không muốn ở nhà phải thấy cảnh anh ra ngoài vất vả để mà trả nợ một mình vậy. Mà căn nhà này hiện tại thì
anh cũng đem cầm cố ngân hàng luôn rồi, mỗi tháng phải đóng lại. Sẵn đây thì anh cũng không muốn giấu gì em hết, anh nói hết sự thật cho em biết luôn đó. Thôi được rồi, nè, từ nay về sau á, em sẽ phụ anh trả nợ, ha. Còn cô nữa, cô mà kêu là muốn đi ra ngoài đi làm là con giận cô luôn đó. Cảm ơn con. Từ trước tới giờ á, cô cứ hiểu lầm con, cứ nghĩ là con chê bai, con coi thường má con cô. Nhưng đâu có ngờ con là người tử tế tốt bụng như vậy. Thằng Toàn nhà cô thiệt là may mắn, nó chọn đúng người rồi. Sao rồi con gái, con quyết định thế nào? Dạ, con hẹn chú ra đây, có nghĩa là con chấp nhận. Con quyết định vậy là tốt á, chứ con đâu có thể nào quen một thằng nghèo sát nghèo sơ được. Con về làm dâu nhà chú á, là chú sẽ nâng đỡ con trong công ty, sự nghiệp của con sẽ sáng sủa, rồi sau này á, công ty của chú á, cũng sẽ gia lại cho con mà, đúng không? Dạ, con chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận rời khỏi công ty, con sẽ bắt đầu nghỉ việc từ ngày hôm nay. Con vừa nói cái gì vậy? Hả? Từ đó tới giờ chưa có một ai dám trả treo, dám đối xử với chú như vậy á. Chú nói cho con biết nha, con chỉ cần rời khỏi công ty thôi, con có biết hậu quả của con như thế nào không? Hả? Con xin lỗi chú. Thật ra con rất quý chú, con cũng rất là vui khi mà chú chọn con làm con dâu. Nhưng mà con nghĩ chuyện nào ra chuyện đó, con mong là chú sẽ tìm được người con dâu mong muốn. Chào chú. Khoan đã. Ủa cô, em hết dài rồi nha sếp. Chúc mừng sếp đã tìm được con dâu như ý. Thật ra chủ tịch công ty là đây chứ không phải là chú. Chào con nha. Chào sếp. Cảm ơn. Cô à, không, xin phép được xưng như là má. Má xin lỗi, xin lỗi vì đã thử con rất nhiều lần. Nhưng con cũng thông cảm, ở địa vị của má đành phải làm như vậy. Nhưng mà bây giờ thì má đã tin tưởng con tuyệt đối, con dâu của má. Con hiểu mà, vàng thì phải thử bằng lửa chứ. Con không có giận má đâu, nhưng mà con cũng không có ngại khi má thử con lần hai đâu nha. Vậy thì đồng ý làm vợ của anh chứ? Mà em không đồng ý, anh cũng ép em à. Buông ra coi, buông ra đi, buông tỉnh ra. Cô ơi, tôi xin cô trả con cho tôi đi. Má, cháu nội của tao thì tao đem về, trả cái gì? Má, tỉnh ra coi. Nè, má làm gì vậy má? Trả con lại cho con. Trả cái gì? Má là bà nội của nó thì má đem nó về nhà nuôi chứ. Con nói với má rồi, má muốn nhìn nhận cháu của má, má phải nhìn nhận luôn con dâu của má. Bây giờ má muốn con đem cháu má về nhà đúng không? Má phải cho vợ con về nhà luôn. Dẫn nó về nhà đặng gia đình tao tán gia bại sản, hỏng luôn cái từ đường giống như gia đình nhà nó vậy hả? Hả? Thằng cha nó đi tù, gia đình nó phức tạp như vậy, bộ mày không biết hay sao? Mày dẫn nó về mày bắt má mày phải chấp nhận hả? Con cái gì lạ luôn vậy? Anh Toàn, má anh lớn tuổi rồi, anh đừng có làm cho má anh buồn nữa. Bây giờ anh cứ đưa con của anh cho má anh nuôi đi. Em đưa cho cô ta vài chục triệu, coi như là tiền chữa đẻ, vậy là xong. Tụi em chưa? Ngoài công việc trên công ty, cô không có tư cách gì xen vô cuộc sống cá nhân của tôi hết. Anh... nghe không? Má trả con lại cho con. Nè, mày làm cái gì vậy? Hả? Má nói lại một lần nữa, má là người có quyền đem thằng nhỏ về, nghe chưa? Trả đi cho má. Mẹ em buông, má đi ra. Má. Má coi, má có sao không vậy? Anh Toàn, anh làm cái gì vậy? Anh... đau quá. Trời đất ơi, bà con cô bác ơi, tới đây mà coi nè. Ông trời ông ngó xuống đây mà coi. Ôi da đau quá. Sao là con trai ra rồi bây giờ nó nghe lời vợ nữa. Nó vánh tôi tí rồi nó lăn bò kèm ngoài đường. Má,
Con lỡ tay thôi mà làm gì ba biêu riếu con như vậy? Còn mấy người nó quay cái gì? Đi ra đây! Đi! Anh Toàn! Má anh bị cao huyết áp đó. Lỡ má anh có chuyện gì, bao nhiêu tội lỗi đổ trên đầu anh với cô ta hết đó. Bác ơi! Sao bác hỏi gấp vậy nè bác? Bác ơi! Hỏi gấp hả? Alo! Cho một chiếc xe cấp cứu xuống đường số 49 nha! Nhanh nha anh! Anh! Thôi khỏi! Để tôi tự tay đưa bác vô bệnh viện. Mình đi bác. Trời ơi, khổ quá em ơi. Anh đi theo coi má có bị sao không anh? Em yên tâm đi, má không sao đâu. Nãy giờ là má đóng kịch đó. Em thấy anh nói hù cái gọi cấp cứu là đi liền thấy không? Không biết khi nào má mới chấp nhận em. Má không chấp nhận em, nhưng mà anh lúc nào cũng yêu thương em và con mà. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con tới cùng. Đây là đơn sa thải của anh. Từ ngày hôm nay anh chính thức bị đuổi việc. Tôi làm cái gì sai mà sa thải tôi? Bộ muốn đuổi ai thì đuổi hả? Anh không sai, mà là anh quá sai. Một người đàn ông nhu nhược, nghe lời vợ, bỏ mẹ cô đơn lủi thủi một mình. Công ty của tôi sẽ không chấp nhận một người bất hiếu như anh là nhân viên. Lá đơn sa thải này chính là thái độ của tôi. Cô khỏi thái độ. Tôi cũng không cần làm việc cho một loại sếp như cô đâu. Anh chắc chưa? Thời buổi này kiếm được một công việc ngon lành như ở đây không dễ đâu nha. Nếu như anh bỏ công ty, mang đứa bé về cho má anh nuôi và chấp nhận lấy tôi, anh sẽ có được tất cả. Má của anh cũng sẽ được sống sung sướng khi tuổi về già. Nhưng nếu như anh cố chấp, thứ anh nhận lại là gì? Thiếu thốn, sa sút. Mấy tháng tới sao đây ta? Tiền đâu mà nuôi nhóc? Rồi tiền nhà, tiền tả sữa. Sao đi làm về trễ quá vậy? Chủ nhà gọi nữa hả anh? Hồi sáng chủ nhà mới gọi nhắc tiền nhà. Cũng trễ cả tuần rồi. Mà anh nè, tả sữa cũng hết rồi á. Anh ráng nha. Anh ráng 1-2 tháng nữa con nó cứng cáp, rồi em đi kiếm việc làm thêm, em phụ anh. Không thì em kiếm cái gì đó em nhận về nhà em làm nha. Thôi em ẵm con lên ngủ trước đi, từ từ tính. Nghe đi. Dạ. Nè, má nói cho con nghe nha, má là lúc nào cũng đúng hết á. Con bỏ con My vậy là đó hả, trúng phốc rồi. Con Quý mà nó là về làm dâu nhà mình ha, nó giàu có nè, rồi nó có điều kiện nữa, là lúc đó hai má con mình tha hồ mà hưởng phước, tha hồ mà sung sướng với con gì nữa hết con. Má nói đúng rồi đó. Chứ con là con chán cái cảnh phải sống tù túng với con My lắm mà. Lúc trước thì con còn công việc, con còn xoay sở được. Bây giờ thất nghiệp rồi, sợ quá. Má đường nhóc cho con cẩn thận đó. Với lại con cũng không đành lòng giao nhóc cho con My nó nuôi, làm sao mà nó lo lắng đầy đủ như là mình được. Thì bởi
Con Quý nó có tiền, nó về nó chăm cho thằng nhỏ trắng trẻo mập mạp nè, cho nó thấy cưng, thấy không? Chị má nói thiệt, con Quý nó vô sinh đó. Tại nó giàu, hai má con mình bòn rút của cải của nó được nhiêu hay nhiêu, cho nên má mới chịu. Chứ cái ngữ mà đàn bà con gái như nó hả, ông bà mình nói từ xưa tới giờ không bao giờ sai hết trơn á. Cây độc không trái, còn gái độc thẩm con. Trời ơi, dâu đó dễ gì mà nhận hay con lắm. Vậy là từ trước tới giờ bà chưa hề yêu thương tôi hả? Bà chỉ dòm ngó tới tài sản của tôi thôi. Tôi đúng là cho nên mới thương con của bà. Tôi nói cho bà biết, từ nay về sau đừng có hòng mà thấy tôi đối xử đàng hoàng với bà. Bà nợ tôi bao nhiêu tiền ngay lập tức trả lại cho tôi. Còn không hả, con này không kiên nể gì đâu. Quý thả ra. Quý ơi, Quý nghe má nói nè. Quý, trời đất ơi, Toàn chạy theo con Quý kiếm cách năn nỉ xin lỗi nó giùm má coi. Xin lỗi hả? Chính con là người nhắn tin cho nó tới đây mà. Chính con là người gài để má nói hết những cái tâm địa của má mà. Mày làm con tao mà mày làm con kiểu gì hả? Thằng má muốn đánh con bao nhiêu cũng được, nhưng mà con nhắc cho má nhớ, má thương cháu của má. Má muốn nhìn nhận cháu của má thì má phải nhìn nhận con dâu đã. Chứ má cứ ích kỷ tham lam và thực dụng, không chịu nhìn nhận My là con dâu của má. Chẳng những má không nhìn được cháu nội của má, mà má còn mất luôn thằng con trai của má đó. Má, lúc nào con cũng coi má là má chồng của con. Con hy vọng được về nhà phụng dưỡng cho má, cùng với má chăm sóc đứa nhỏ. Má đừng ghét bỏ con nữa má. Má suy nghĩ lại nha má. Thôi, mình đi em.